Xin chào các ông, quay trở lại với channel của tôi là Ghost Shark Defensive, và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Hungry Shark World. Hôm nay tôi sẽ quyết định chơi Mosasaurus. Khoan, tôi sẽ nhận cái đống mùi nhùi này. Ok, cái hỗ trợ khá là phải giật cao hơn, tôi nghĩ là vậy. Không có cái content gì đây, sải sử dụng. À đúng, là sử dụng cái con này luôn này. Hãy sử dụng Mosasaurus để làm gì đấy? Oh, đẹp phải. Hãy Scott, cố gắng lấy điểm cao nhất ạ. Game dễ. Abarian Sea là cái biển mà hôm trước tôi làm cái clip về con Atomic. Yep. Cái đuôi của con này có thể stun, có thể stun những cái con khác, ví dụ cá mập nó đứng sau lưng của ông thì các ông có thể quơ đuôi một phát là nó bị đứng đơ. Yeah, ma mới vào kim cương nhiều thế, kim cương lắm nè. No. Ok, đẹp. Vãi nồi thật. Đến lúc quên rush thì quên đập cái đấy. Đập. Nút hết đi. Yes. À, chịu điểm rồi, một chịu bon này. Mấy ông nội trên top chả hiểu sao ông cầm mà ông chơi được cái 100 triệu điểm trời, còn hơn cả cái con, còn hơn cả tôi cầm cái con Dark Magic. Thực sự tôi cầm Dark Magic còn không nhiều điểm bằng mấy ông chơi. Thì có con Rush thì đâm vào bom phá. Ô cá cát. Oh shit. Easy layer. Oh shit, no. Oh my god. Cái biển này tôi nghĩ là không hợp với cái con Mosasaurus. Nhưng mà cái content nó kêu như vậy. Ít thôi là cái content nó kêu như vậy. Fucking. Oh, vãi nồi, cái con này mồm nó hút con mồi ghê vãi. Oh no, Megaros. Oh shit that. Oh shit, that Mega Rush boy, this. Ok. Xuống này, chúng ta sẽ ra cái mỏ dầu chánh rồi. Gồm hết bom ở đây. Gồm hết sứa rồi. Sứa, ngoài sứa, ra đây sứa. Yes. Đấy, ồn phát sữa, gồm hết sữa. Easy. Easy. Mới đây là con Rush nữa rồi, yes boy. Tiếp tục cạp. Shit. 1300 rồi. Mega. Megalodon. Này thì Megalodon. Oh yeah. Ây da. Đâu vậy?
bơi xuống đây nào các con trai, các con trai của ta, các con trai của ta. Ok, thoát, con hồng ở dưới này. Oh yeah, tiền đéo có kim cương đẹp. 9 triệu vàng rồi. À là 9 triệu voi rồi. Tôi cần ít nhất là 50 triệu. Biết vậy tôi sử dụng hỗ trợ rồi. Mà đậu xanh. Nếu mà quay lâu quá thì dung lượng máy tôi chịu không nổi. Yeah, 7 kim cương, hợp lý, hợp tí. À, hợp lý. Bị lẹo lưỡi. Do là quá vui. Nhưng mà nghĩ lại thì không vui, tại vì hôm nay và ngày mai là hai ngày cuối cùng của cái đợt nghỉ Tết này. Ơi, đau phết. Má. Ok. Càng fucking quét. Slow motion các kiểu kiểu shit. Ok boy. Anh sửa lại lần lọ. Tôi còn mơ đi. Đâu vậy? Chân vậy? Khoan. Yes. Này, mega đâu, không có mega luôn, hợp lý vãi. Oh shit, chỉ còn duy nhất một nơi có mega Lodon. Oh shit, no, tại sao bọn sướng là lấy đây? Yes, đúng rồi, ăn hết tiền con gái. À, đâu phải nồi. Phá bom bố mày, phá bom giúp bố mày. Tôi đi ăn Megalodon. Tại sao tôi ghét sứa. Oh no. Ở trên này Megalodon. Yeah. Chết mẹ mày. Mega là gì cơ? Mega tuổi. Đớp phát một đi luôn. Ow. Má đau vãi. Khoan, đục cái này đi. Ăn. Không bom không được. Oh, mega nữa này. Này thì mega, này thì Rick White, này thì Tiger. Rick White nhiều vãi nồi. Ở ngoài tự nhiên Rick White là bị sống theo đàn nữa chứ. Game này phi logic vãi. Oh, sắp mega rồi. Mega Rush. Oh shit. Này, được Mega luôn rồi. Yes. Còn Rush, easy boy. Easy là a game. Khoan. Tựa sai đây. Yes boy. Yes. Càng quét tất cả mọi thứ. Tuyệt vời nhất trong đời của tôi. Easy. Ow. Đau. Khoan. Ở đây có bom. Rất là nhiều bom và khác. Oh shit, nhiều bom vãi nồi. Oh no. Có một con cá voi, tôi nhớ ở đây có một con cá voi. Không có, có cá mập tiệt. Phải đớp. Yes. Đúng rồi, that's what I need. Đâm này.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Cá mập mẹ. Yes. Con rớt liên tục. Phê vãi nồi. Phê vãi nồi. Phê vãi nồi. Phê vãi nồi. Oh shit, chứ tại sao? Sao mày tha cho tao đi con mẹ mày? Cá kim cương. Cá kim cương à. Đớp hết đi. Bọn này chết hết đi. Chết hết đi. Sữa, 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 sữa. Mình dính con sữa rồi, đẹp, đẹp. Khoan, khoan. Nguy hiểm vậy, nguy hiểm vậy. Ây, sao tôi không bắt được cái lồng. Ok. Đẹp 15 điểm rồi, 15 triệu điểm rồi. 16 triệu, lên 16 triệu, nhưng lên con mẹ mày. 16 triệu em. 16 triệu, yes. Hợp lý, hợp lý. Đớp hết. Hớp hết. Hớp hết. Quét hết vào mồm đi. Ai da đau vai nồi. Khoan khoan. À. Khoan hồn, khoan hồn lại. Bạn ơi, đừng giết mình bạn ấy. Mình bị gì? Mình bị gì nào đẹp? Thôi thì clip đến đây là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Mình có sát được.